Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Kia Carnival nhé. Dòng xe thuộc phân khúc SUV, gầm cao 7 chỗ, đa dụng của nhà Kia. Mà trong cái video ngày hôm nay, ngày mùng 6 tháng 1 của năm 2024, em xin được cập nhật những cái chính sách giá bán cũng như là các chương trình ưu đãi khuyến mại và tính tổng lăn bánh mới nhất của dòng xe Kia Carnival này, để cho những anh em nào mà đang quan tâm, tìm hiểu, muốn sở hữu cái dòng xe Kia Carnival này sẽ có thể nắm được. Với Kia Carnival thì có rất nhiều phiên bản để cho anh em lựa chọn. Trong đó có hai tùy chọn động cơ, đó là động cơ 3.5 máy xăng và động cơ 2.2 diesel máy dầu. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em, thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để sẽ là người đầu tiên được cập nhật những cái chính sách giá bán mới nhất mà mỗi khi có biến động thị trường em sẽ chia sẻ ngay tới anh em nhé. Mời anh em theo dõi xuyên suốt từ đầu đến cuối video để biết được những cái chính sách giá bán từng phiên bản mà anh em đang có nhu cầu tìm hiểu. Đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Kia Carnival 2.2D Luxury 8 chỗ. Bản này thì đang có mức giá là 1.209.000.000. Với cái chính sách khi mà hết giảm thuế trước bạ thì cái tổng lăn bánh nó thay đổi, và thay đổi theo mức nào thì ngay sau đây em sẽ chia sẻ cho anh em. Khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.356.000.000, trả góp thì đang là 345.000.000. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1.332.000.000, trả góp thì đang là 320.000.000. Còn anh em ở tỉnh cần chuẩn bị cho em là 1.314.000.000, trả góp thì đang là 302.000.000. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký. Còn anh em nào mà muốn đăng ký chọn gói thì cộng thêm giúp em tiền chi phí dịch vụ anh em nhé. Hiện tại ở thời điểm này thì xe bên em không có sẵn. Anh em vào cọc thì khoảng chục ngày đến 15 ngày là sẽ có xe giao cho anh em, và cam kết là xe giao trước Tết Nguyên Đán cho anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Kia Carnival 2.2D Premium 8 chỗ. Bản này thì đang có mức giá là 1.299.000.000. Với cái chính sách giảm tiền mặt ở thời điểm này thì bên em cũng hỗ trợ giảm cũng tương đối sâu về tiền mặt, cũng như là tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản bao gồm là dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn, túi cứu hộ và một bộ lót cốp. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.460.000.000, trả góp thì đang là 372.000.000. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1.433.000.000, trả góp thì đang là 345.000.000. Còn anh em ở tỉnh nhá, cần chuẩn bị cho em là 1.415.000.000, trả góp thì đang là 327.000.000. Với cái mức ưu đãi này thì nó thay đổi so với cái thời điểm giảm thuế đâu đó lên đến 90.000.000 anh em ạ. Thực sự là thời điểm này anh em nào mà mua xe thì tương đối là ngập về cái mức lăn bánh, đúng không ạ? Nhưng cái gì qua rồi thì chúng ta cũng không có thể lấy lại. Nên thời điểm này mà anh em nào mà thực sự quan tâm, mong muốn lấy xe sớm thì gọi ngay cho em để em hỗ trợ anh em lấy xe một cách nhanh nhất và có cái mức giá cạnh tranh nhất anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản Kia Carnival 2.2D Premium 7 chỗ. Bản này thì đang có mức giá là 1.359.000.000. Cái chính sách ưu đãi ở thời điểm này thì bên em vẫn hỗ trợ giảm sâu về tiền mặt và tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ kèm gói phụ kiện cơ bản bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn, túi cứu hộ và một bộ lót cốp. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.518.000.000, trả góp thì đang là 388.000.000. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1.490.000.000, trả góp thì đang là 360.000.000. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1.472.000.000, trả góp thì đang là 342.000.000. Với cái bản 2.2 Premium 7 chỗ này thì bên em cũng có thể là đặt xe sớm, giao sớm và tiến độ cực kỳ nhanh cho anh em nào quyết đoán và vào cọc ngay ở thời điểm này anh em ạ.
Cơ bản anh em phải cảm thấy phù hợp với cái mức giá em đang chia sẻ thì gọi điện cho em để em hỗ trợ anh em với cái mức giá tốt hơn được anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ tư, đó là cái bản Kia Carnival 2.2D Signature. Bản này đang có mức giá là 1.429.000.000. Cái chính sách ưu đãi ở thời điểm này thì cũng đang hỗ trợ anh em giảm sâu về tiền mặt, cũng như là tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản thôi. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.595.000.000, trả góp thì đang là 405.000.000. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1.566.000.000, trả góp thì đang là 376.000.000. Còn anh em ở tỉnh cần chuẩn bị cho em là 1.548.000.000, trả góp thì đang là 358.000.000. Đó, đây là cái phiên bản cao cấp nhất của dòng Kia Carnival, phiên bản máy dầu. Còn phiên bản máy xăng thì nó là duy nhất và mức giá của nó hiện tại đang là 1.834.000.000. Còn mức ưu đãi về giảm tiền mặt thì anh em vui lòng gọi điện cho em để em gửi cái chính sách giá bán tốt hơn, cạnh tranh hơn khi mà anh em gọi. Vì là thời điểm này đang rất nhạy cảm về marketing nên anh em thực sự quan tâm thì gọi điện cho em để em báo cái mức giá giảm cho anh em. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại thì em sẽ tính tổng lăn bánh sơ bộ để anh em có thể hình dung con số cần chuẩn bị. Khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 2.051.000.000, trả góp thì đang là 512.000.000. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 2.021.000.000, trả góp thì đang là 475.000.000. Còn anh em ở tỉnh nhá, cần chuẩn bị cho em là 1.996.000.000, trả góp thì đang là 457.000.000. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là cập nhật những cái chính sách giá bán và tính tổng lăn bánh mới nhất của dòng xe Kia Carnival ở cái thời điểm ngày 6 tháng 1 của năm 2024, rất là chi tiết cụ thể rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào thì anh em vui lòng gọi điện cho em, thì em gửi cái bảng tính lăn bánh chi tiết thì anh em mới dễ hình dung được anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.